mà để lấy tâm lý nha em nha. Yeah. Đó. Với lại nữa là anh nói là hôm nay anh Tài rất sung là không đúng. Anh Tài là ngày nào cũng sung. À, dạ. Chẳng qua là mình không biết thôi. Đúng, chính xác là như vậy. Hay. Nhưng mà phải có chai sâm nha. Em làm như em hiểu anh Tài lắm á. Em nhìn thôi, quan sát, em okay. quan sát. Yeah. Thế ngày hôm nay nè, bây giờ là nãy giờ hát song ca với anh Chí Tài rồi ha. Chắc chắn là sẽ có những cái bài hát solo dành tặng cho mọi người nữa. Nhưng mà yeah. trước khi đó em nói tí xíu đi. Cái cảm giác là dạo gần này thì chắc chắn là ở đâu cũng khó khăn cả. Yeah. Bản thân mình thì anh chị em nghệ sĩ thì cũng không có nhiều show. Yeah. Thì cho nên là trong giai đoạn vừa rồi thì em làm gì tích cực nhất mỗi ngày nào? Tích cực hả anh? Đúng. Thực ra thì nếu mà nói em là con người tích cực thì cũng không đúng lắm. Chưa hẳn hả? Bởi vì em là một con người sớm nắng chiều mưa. Lúc nãy vào em hơi quạo. Dạ. Yeah. Anh nhìn thấy mà đúng không? Thấy. Anh nhìn thấy luôn. Ai làm gì em mà bảo? Cái lúc giờ chương trình em rất chi là nhiều năng lượng đúng, đúng không? Đúng. Mà tại sao em lại khui ra những cái sự tính xấu của em ở đây ta? Có gì đâu, mình thật nhất có thể là tại mà. Tại vì sao? Là tại vì sao? Cái váy của em nó rộng quá. À. Và cái eo của em như thế này là đứng là ví dụ như là đứng như thế này thì là hình chữ ớt rồi. Không có thể đúng rồi. À, không. Yeah. Nhưng mà dù sao em cũng đã nói được là cái váy rộng quá chứ không phải vì em mập. Mục đích là như vậy thôi ạ. Ok, thôi bây giờ mục đích thứ hai nè. Chúng ta sẽ cùng với nhau tạo nên một cái kỳ tích đi. Tối ngày hôm nay thì mọi người sẽ xuất hiện rồi hát những bài hát một món quà tinh thần bằng âm nhạc ha. Yeah. Bên cạnh đó thì chúng ta vẫn không quên nha mọi người thân mến ơi, ủng hộ cho cái quỹ của anh Chí Tài tối ngày hôm nay. Bên cạnh cái việc là chúc mừng sinh nhật cho anh Chí Tài, nhưng mà chúng ta vẫn sẽ lan tỏa cái tình yêu thương này dành cho tất cả mọi người luôn đang khó khăn. Rồi bây giờ hát bài gì nè? Có được yêu cầu không? Em thực ra đây là một ca khúc được yêu cầu rất là nhiều. Oh, yeah. Trong cái dự án Love Story of Pretty Girls của em thì gần đây nhất là em được làm trên Đà Lạt, cũng ở trên Mây Lang Thang luôn. Và đây cũng là ca khúc mà em rất là yêu thích. Em nghĩ rằng là tất cả mọi người, đặc biệt là những anh chị 8X, 9X, những cái, thậm chí kể cả bố mẹ em luôn, yeah. thì khi nghe cái ca khúc này thì đều thích, tức là giống như là lần đầu tiên được nghe vậy đó. Đây là một ca khúc nhạc Hoa, lời Việt, mang tên là Hoa Tàn. Wow, rất tuyệt vời. Xin mời mọi người cùng đến với tiếng hát của Hà Nhi. Xin mời. Xem đâu không quên là hơn ngày đó.
xa nhau trong thầm thay. Còn lại gì này người hỡi, ước mơ mịt mờ trên lối, sợ chỉ còn lại những kỷ niệm đã xa. Nếu mai đây đời ta lại không có nhau, xa nhau thật rồi. Nếu mai đây đời ta lại không có nhau, xa nhau người ơi. Có một sự vắng lặng, một sự im lặng đáng đến đáng sợ. Đặc biệt khi bên nhà không có trống thì cái sự im lặng đó lại càng trở nên chết chóc. Nhưng không sao mọi người ơi, đây là một cái ca khúc buồn, nhưng mà ở trong một cái chiến dịch từ thiện, nên là mọi người hãy cứ tin rằng là vẫn luôn luôn có năng lượng tích cực trong đó nha mọi người. Ok. Mặc dù không có anh Minh Sù ở đây, nhưng mà Nhi xin được giới thiệu tiếp tục một cái ca khúc mà Nhi sẽ hát trong ngày hôm nay, thì có lẽ là một cái dịp đặc biệt nhất, bởi vì là hôm nay có, đây là lần đầu tiên mà có tất cả anh em bên nhạc đầy đủ như thế này. Và khi mà Nhi tập bài hát này thì tất cả các anh cũng đã giúp Nhi có được một cái bản phối rất là mới. Đây là một cái ca khúc của anh Nguyễn Minh Cường trong dự án Music Diaries. Và Nhi cũng rất là hạnh phúc khi mà anh Cường đã chọn Nhi trong cái ca khúc này để biểu hiện ca khúc này. Nên là bây giờ Nhi sẽ hát cho mọi người nghe ca khúc Đi Qua Thương Nhớ. Xin mọi người cùng lắng nghe. Thank you.
rồi cho đến phút cuối cùng ta vẫn là người tổn thương. Rồi cho đến phút cuối cùng ta vẫn còn những bài đau lòng như thế nhỉ? Chào Nhi. Dạ. Hồi nãy giờ em bên trong. Anh đứng bên trong. Ủa, đây là anh Minh Sù à mọi người ơi? Đúng rồi ạ. Mọi người ơi, anh Minh Sù mặc cái áo có số tài khoản quyên góp mà mọi người. Em hình như em anh... nhầm á, tại vì hồi nãy là bạn kia làm MC. Còn đây là ca sĩ Minh Sù lần đầu tiên chào mấy Minh Sù gây chào đến với tất cả quý vị lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Vâng ạ. Wow. Vâng. Vậy thì lúc nãy là anh nhìn thấy là ca sĩ đấy, còn bây giờ là MC. Vâng, xin chào tất cả mọi người đến với chương trình từ thiện và chỉ tại Happy Birthday Show. Yeah. Lần đầu tiên anh làm MC nên có hơi khớp. Thì anh hãy phát biểu cảm nhận của anh khi mà anh vừa đang là MC, anh nhảy một phát sang. Chứ em, hôm nay anh tới với vai trò là ca sĩ thôi. Anh mới anh vừa tới xong mà. Anh là anh Minh không xù lắm. Đúng rồi, anh Minh thẳng rồi em à. Vâng. Vâng, thực sự ra ngày hôm nay á thì Minh Sù có vào trong để có thể thay một chiếc áo khác ra để có thể hợp hơn với cái vai trò làm ca sĩ của mình được không em? Đẹp trai. Anh mặc cái áo này là vì em mặc cái váy đấy đó. Wow. Em mặc cái váy này là vì lúc nãy em mặc cái áo kia đấy. Hôm nay chắc anh Tài đi ăn đám cưới hai mình á. Là cha xứ đó. Kiểu là cha đó, ủng hộ cho hai đứa con á tới với nhau á. Yeah. Hình như em không thích lắm đúng không em? Em tưởng là anh là cha. Tôi đi mà luôn. Ok, hôm nay thì bên cạnh cái vai trò làm MC thì Minh Sù cũng xin được góp vui bằng những cái bài hát của mình ngày hôm nay. Cho nên thôi thay nhẹ cái áo cho phù hợp ha. Không, em cho em phát biểu một tí với cảm nhận. Ngoài anh Minh Sù thì thật ra là rất là đẹp trai, mọi người cũng có thể nhìn thấy rồi. Em tưởng là anh định đàn theo. Tại vì em đang sắp nói một điều không xúc động lắm. Nhưng mà ý là anh rất là đẹp trai, làm MC ngoài ra còn hát rất là hay. Thì thật ra nhá, đây hôm nay em mới chia sẻ là em cũng đã có nghe thấy anh hát. Có nghe nha, chứ không phải không nha. Tức là ngoài công MC. Việc kia thì anh còn rất là đa tài. Nên là hôm nay hãy cho em được ở dưới để nhìn ngắm anh. Được hát. Chứ em, được chứ. Nhìn ngắm xong rồi em có thể là chuyển khoản giùm anh nha. Ví dụ em ủng hộ cho cái chương trình ngày hôm nay đó. Cái số tài khoản thì chúng ta chạy đường link phía dưới. Anh chuyển rồi. Ủa anh em chuyển cho anh đó, cái lúc em ngồi đó. Hợp lý nha. Trời ơi thì hai anh em mình sẽ chuyển và đặc biệt hơn hết là mọi người cũng sẽ chuyển luôn. Tự nguyện nha. Cảm ơn Hà Nhi rất là nhiều ngày hôm nay với hai ca khúc solo của mình. Lúc cảm ơn là lúc phải đi xuống. Hiểu, đồng ý. Vâng, em hiểu, em biết điều mà. Ok, cảm ơn Nhi. Để đây được rồi. Ok. Được đi chưa? Ok, hợp lý ha. Quý vị thân mến, bây giờ đây thì với cái vai trò là một ca sĩ thì lâu lắm rồi Minh Sù mới quay trở lại với sân khấu này, được hát cho mọi người nghe. Mấy năm qua thì làm MC thì rất là nhiều rồi, cho nên là ngày hôm nay thôi thì với cái tình yêu thương của anh Chí Tài dành cho tất cả những người đang ở Quảng Nam, Đà Nẵng, hy vọng rằng thì chúng ta cũng sẽ chung tay với nhau thật là nhiều quý vị nhé. Và bây giờ sẽ là một ca khúc mà Minh Sù nghĩ rằng sẽ rất là dễ thương, mà hồi nãy giờ ai cũng nhắc tới Đà Lạt hết trơn á, chắc có thể là nó mộng mơ lạnh lạnh tí xíu, ai mà có người yêu đưa lên đấy thì còn gì bằng đúng không ạ. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều cái câu chuyện tan vỡ trên đấy. Và ngay bây giờ thì Minh Sù xin mời quý vị cùng bước đến cảm xúc của ca khúc được mang tựa đề Xin Lỗi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Thời nóng ngập trên bàn tay hiền lành.
được hát những cái bài hát mà mình thích. Cho nên cái cảm xúc này nó cũng bồi hồi hơn so với cái việc là mình làm MC. Nhưng mà ngày hôm nay thì bên cạnh cái việc bồi hồi thì Minh Xù vẫn không quên kêu gọi mọi người có thể là cùng với Minh Xù và tất cả các nghệ sĩ ngày hôm nay, đặc biệt là cùng với anh Chí Tài, để có thể tạo nên một cái quỹ thật là lớn ngày hôm nay để có thể ủng hộ và giúp đỡ cho đồng bào tại Quảng Nam, Đà Nẵng quý vị nhé. Và thôi thì lỡ hát một bài, mặc cái vest sang trọng thôi, hát thêm bài nữa được không ạ? Mọi người hãy share thật là nhiều cái livestream này cho anh Chí Tài ngày hôm nay mọi người nhé. Xin được cảm ơn mọi người. Và tiếp nối là một ca khúc mà Minh Xù mới vừa cho ra mắt trong khoảng thời gian tháng 7 vừa qua thôi. Đúng nghĩa là làm MC bao nhiêu năm nhưng mà vấn đề cái máu âm nhạc nó vẫn còn ở đó. Tại vì cái xuất phát điểm của mình mà. Cho nên là Minh Xù vẫn cho ra mắt nhiều cái sản phẩm âm nhạc của mình mỗi năm. Và bài hát ngay bây giờ Minh Xù sẽ được thể hiện, đây là sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Bài hát được mang tên cũng liên quan tới lời xin lỗi luôn. Và bài hát mang tựa đề Tạm biệt bằng lời xin lỗi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe nha. Người bắt tôi vui khi giao cho tôi.
phải làm gì? Người đến bên tôi cho tôi biết yêu đương là gì, rồi tạm biệt bằng lời xin lỗi. Người bắt tôi quên khi tim tôi đã chót yêu thật lâu. Người bắt tôi vui khi gieo cho tôi đắng cay tuyệt vọng. Người bắt tôi buông đôi tay. Cảm ơn ban nhạc, quá hay. Chắc có thể là Minh Sù sẽ nhận lại sân khấu cho những điều tuyệt vời tiếp theo bằng âm nhạc, bằng những lời chia sẻ và động viên của các nghệ sĩ. Và tiếp nối sẽ được mời tất cả mọi người chúng ta cùng nhau gặp gỡ một gương mặt rất là dễ thương, rất đáng yêu. Và cô ấy ngày hôm nay nha, mặc bộ đồ cũng rất là xinh nữa. Xin được giới thiệu ca sĩ Trương Thảo Nhi. Đây, hello Nhi. Anh nói lại nè, anh nè. Anh. Ừ, chứ đừng hai anh nha. Bị lỗi gì xin lỗi hoài vậy? Thì thật sự ra thì ai mà không có lỗi phải không? Mà yêu mà anh nói chứ thiệt á, cỡ như anh Chí Tài bây giờ yêu cũng lỗi như thường à. Đúng không? Đúng. Rút được kinh nghiệm bao nhiêu thì cũng có lỗi thôi à. Nhưng mà em nghĩ rằng rồi, dưới cái sức livestream mạnh mẽ của anh em mình nè, đó, của chương trình ngày hôm nay của anh Chí Tài nè, thì nguyên đồng bào cả nước sẽ tha thứ cho anh. Trời ơi, trời Nhi thấy ghê vậy Nhi. Nghe sang không, nghe sang không? Sang như bộ đồ của em vậy. Ok, nãy giờ chờ lâu không? Dạ không. Tới sớm không? Em tới đúng 8 giờ. Vậy đó hả? Đó. Chương trình livestream lại bắt đầu luôn hả? Dạ đúng. Share đường link chưa? Em share rồi, em ngồi ngoài em mở iPad, em mở điện thoại, em mở rồi. Ôi em coi quá trời luôn. Dạ, ủng hộ nha. Dạ vâng. Thế hôm nay bây giờ đến với chương trình rồi, cảm giác đầu tiên của em như thế nào? Gửi lời chào đến mọi người đi. Yeah, lần đầu tiên cho phép Trương Thảo Nhi gửi lời chào thân thương, thân ái, đáng yêu đến với tất cả các quý vị khán thính giả đang xem trực tiếp chương trình Happy Birthday Show của anh Chí Tài và ủng hộ gây quỹ vì cộng đồng Quảng Nam Đà Nẵng. Cộng đồng Quảng Nam Đà Nẵng. Yeah. Hôm nay thì đến đây chúng ta vui và chúng ta sẽ truyền cái năng lượng vui này cho tất cả mọi người luôn ha. Mặc dù đang khó khăn tí em biết, nhưng mà vấn đề hy vọng rằng ngày hôm nay với cái sự kêu gọi này thì tất cả mọi người sẽ cùng chung tay luôn để chúng ta sẽ có một món quà ý nghĩa nhất để giúp cho đồng bào tại Quảng Nam Đà Nẵng chúng ta sẽ vui hơn trong tương lai. Và ngày hôm nay thôi trả lại sân khấu cho em nha, em hát tặng mọi người được không? Dạ được, bây giờ em sẽ hát một cái bài mà bài hát này là về gia đình luôn. Ừ. Và em hy vọng rằng là đây cũng chính là tâm tư tình cảm mà tất cả anh em chúng mình muốn gửi đến. Là hy vọng là chúng ta sẽ là một gia đình, chúng ta sẽ đoàn kết và sẽ cùng chung tay vượt qua hết tất cả mọi khó khăn. Đồng ý, bài hát mang từ đây là Yeah, uống trà. Xin mời mọi người cùng nhau lắng nghe nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thở không kịp luôn á. Đây là một trong những cái bài hát mà đối với Trương Thảo Nhi là một trong những bài hát rất là kỷ niệm. Bởi vì là mỗi lần đứng trên sân khấu á, mà hát cái bài này xong á, là tự nhiên bao nhiêu ký ức ùa về. Bây giờ chúng ta ở bên nhau, chúng ta như một gia đình rồi. Bây giờ Nhi sẽ hát tiếp một cái bài mà Nhi tin chắc rằng bài hát này rất là quen thuộc luôn. Và hy vọng là tất cả các quý vị khán thính giả khi mà nghe bài hát này qua đường truyền livestream sẽ hát cùng với Nhi nếu như thuộc. Và ở đây nếu như có bạn nào thuộc thì hãy hát cùng với Nhi nha. Bài hát có tên là Rồi Từ Đây. Em cảm ơn. Tình luôn đậm sâu. Nhi xin cảm ơn rất là nhiều. Hóa ra thì ai cũng có tuổi thơ hết. Tuổi thơ của Nhi là Rồi Từ Đây của chị Ngọc Linh. Nhưng mà sâu hơn một chút nữa của ba mẹ Nhi là tuổi thơ của một người anh. Mà phải nói là Nhi rất là may mắn và hãnh diện vì hôm nay được là một trong những khách mời góp mặt trong cái đêm nhạc ngày hôm nay. Hạnh phúc, rất là hạnh phúc luôn. Kiểu như là bữa Nhi tập nhạc Nhi cũng phải gọi điện về để quay cái khúc là anh đứng trên sân khấu hát để cho ba mẹ Nhi coi. Tại vì đâu phải ai cũng có cơ hội được đâu. Hồi xưa mới làm ca sĩ mơ được đứng trên sân khấu và bây giờ được đứng đây và được hát với thần tượng của mình. Vậy thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc đối với Trương Thảo Nhi. Và xin phép được mời người anh chú không biết gọi sao hết thì mời anh chú Chí Tài lên sân khấu. Một là chú, hai là anh nha. Không có anh chú trong này. Dạ không, bây giờ con thấy vậy nè. Bây giờ con cái gì? Hồi con nãy à? Con em không, đó xưng con em. Bây giờ đầu chương trình anh Tài đã hơi dằn nhẹ anh rồi. Là nói không có ngượng miệng coi. Anh chú. Anh thôi, anh Tài. Nè không, anh nghĩ đi nha. Đáng lẽ là em muốn gọi cho chú bởi vì em tôn trọng nè. Nhưng mà sau đó em nghĩ lại nè. Tự nhiên sinh nhật 26 tuổi, nhỏ tuổi hơn em luôn. Chẳng lẽ giờ kêu 26 em 26 cộng cộng mà 26 cộng cộng thì chẳng lẽ kêu em không được, phải kêu anh. Trời tức anh Tài ha, tức cái sợ luôn. Bây giờ con em mới kêu là anh chú quá hợp lý luôn, anh thấy không? À thôi được rồi. Rồi thôi được rồi, anh chú phải không? Rồi anh chú. Thôi giờ em con hát cái gì đây? Em hát con hát gì anh chú? Rồi bây giờ thôi nhắc tới cái giai đoạn mà chúng ta đã thần tượng các nghệ sĩ lớn đi. Ok, bây giờ mình hát lại cái quá khứ đó bằng âm nhạc được không? Anh nhìn em này, em nghiêm túc không? Nghiêm túc. Nhìn anh Tài nghiêm túc không? Không. Nghiêm túc chứ, anh lúc nào nghiêm túc mà. Mặt rất nghiêm túc. Ok, mặt anh nghiêm túc thì không biết làm sao luôn á. Bây giờ anh em mình sẽ làm liền luôn ha. Ừ. Khỏi cần anh, cất anh luôn. Cất mời. Anh trong vòng tay em luôn. Rồi. Nãy giờ ngồi dưới nghe con hát. Ờ, nghe em hát chứ. Con em hát. Con em hát quá, bây giờ mình cũng phải hát theo con em. Dạ. Rồi, vô đi, ban nhạc ơi. Hey. Bài không mệt, mà hát khi với con em cái là thấy mệt rồi đó nha. Thôi giờ lỡ mệt cho mệt luôn nha nghe. Dạ, bây giờ là... biết có một cái bài mà con rất là nổi tiếng cái bài đó. Bữa nay chúng tập hát thử với con nghe coi sao nha. Bốn chữ lắm mà. Nhắm 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 nhắm. Con nha. Em xin cảm ơn anh chú rất nhiều. Có sao nha, như vậy cái đầu con hát chung với chú thôi coi sao nha. Dạ. Tôi thấy rồi cũng hơi sợ sợ rồi đó. Yêu là đau mà thương là đau. Xa lắm, đau lắm. Ai buồn, ai buồn. Em buồn vì ai?
một câu để từng ngày qua không còn thôi ngóng cho tim tôi ngủ yên để từng đêm ta say trên biển phiên bản hai thế hệ rất là đáng yêu ngày hôm nay luôn á, thật sự. À, bây giờ mình na là cái cuối coi cho anh Nguyên gốc anh 2 3 chuyến tiền chuyến tiền one more chuyến tiền cảm ơn hai anh chú với con em, trời ơi dễ thương quá. Mọi người thân mến, ngồi phía dưới mà mọi người đừng quên là mãi mê coi show rồi nghe nhạc dễ thương hay ho ngày hôm nay mà chúng ta lại quên cái tình yêu của mình dành cho cái quỹ ngày hôm nay. Anh Chí Tài mong muốn nha. Mọi người thân mến, hình như là từ đầu chương trình anh Tài cái mã QR của mình á là nó có trục trặc một tí xíu. Thì cho nên là chúng tôi hiện nay đang đổi cái mã QR khác rồi để cho mọi người có thể chuyển tiền một cách hợp lý hơn. Và đặc biệt hơn hết là cái số tài khoản thì chúng tôi vẫn để phía dưới, mọi người sẽ chuyển khoản vào tài khoản của Nguyễn Tài Chí quý vị nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi, anh Tài được trẻ lại, hồi xuân lại để hát cái bài này với con em thì anh thấy sao? Anh chú cũng cảm ơn con em nhiều. Nhờ con em hát mà hôm nay chú mới hát được về 4 chữ lắm. Nhưng mà cũng mệt lắm đó con nha. Hát thì ít mà nhảy nhiều quá mệt. Nhi ơi, anh mới vô anh tiếp xăm chút xíu mà xăm, em ra xăm, em quậy anh quá. Xăm nóng đó con, đừng có nghe lời Minh Xù. Xăm đâu đây mà xăm. Bây giờ là xong cho ngày hôm nay, lát nữa là con em với anh chú đi uống nước xăm liền nè. Đúng rồi. Ông lấy. Thôi bây giờ hai anh em mình đi vô nè, trả lại sân khấu cho anh Tài hát tiếp nè được không ạ? Anh nhớ con hát hả? Anh hát tiếp chứ. Sao? Bây giờ Tài chỉ hát một hai bài thôi. Hay là em hát tiếp. Mời ra đây. Rồi, bây giờ mình vô trong nghỉ ngơi xíu chờ nha. Mình nghỉ ngơi đúng không? Còn một khách mời đặc biệt nữa. Trời, có rất là nhiều người comment luôn dưới anh Tài. Nhắc tên khách mời cuối cùng ngày hôm nay, nhắc quá trời nhắc luôn. Mà em chưa tiện em nói tên, tí nó ra hù cái giật mình. Mà bữa nay là cái người khách mời cuối cùng là mặc đồ kinh khủng lắm nha. Tôi thấy mà đồ mồ hôi chảy luôn rồi đó. Đó, mùa đông không lạnh luôn á. Được lui ra sau ha. Okay. Là nhờ sân khấu cho chú Chí Tài. Và hy vọng rằng là anh chú sẽ có những màn trình diễn bốc lửa. Cảm ơn Trương Hồng Nhi. Rồi, vô, lui cung. Trả lại sân khấu cho anh Tài nha.